Em chào các bác đến buổi phát sóng của Good Audio. Hôm nay bên em về bộ dàn Parasolic. Bộ này rất nhiều anh em tìm lâu lắm nay mới gặp nhé. Và còn khá là đẹp. Quan trọng là chức năng CD của dàn vẫn chạy ok các bác nhé. Bộ dàn nguyên zin Nhật về, chạy điện 100V. Bộ dàn với kích thước chiều rộng là 45cm. Chiều cao của bộ dàn là 24cm, chiều sâu là 32cm. Dàn chạy CD, MD và AUX. Ngoài ra, dàn có cổng giải mã và cổng PMD để anh em kết nối với các thiết bị khác như TV hoặc máy tính. Dàn sử dụng đôi loa bass 10, công suất là 40W một loa, ở cặp là 80W. Hình thức thì còn khá là đẹp các bác nhé. Hiện tại em đang test nhạc qua cổng AUX là kết nối với máy tính. Các bác có thể kết nối với điện thoại hoặc thiết bị Bluetooth. TV thì các bác có thể kết nối với cổng giải mã nhé. Đây. Cổng PMD các bác, đây. Là các bác kết nối với máy nghe nhạc. USB cắm trực tiếp với máy tính. Cổng giải mã quang. Cắm Smart TV. Rất nhiều cổng kết nối nhé. Bây giờ em test đĩa CD này. CD dòng 5 CD này đọc rất nhanh không kén đĩa. Các bác có thể chọn từng đĩa ra một nhé. Play này. CD 1. Này em quên em đang mở play trên CD 2 nhưng nó mình đĩa mình để CD 1. Này liền lúc anh em để được 5 đĩa. CD đọc ok nha anh em nhé. Đang đĩa MD này, MD em để sẵn ở trong rồi. MD chạy ok. Giá bộ dàn bên em bán là 1.700.000 đồng. Em tặng các bác bộ đổi nguồn nhé. Các bác là ưng thì inbox qua bên em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em chào các bác.